Tại sao khó? Hãy tiếp tục học bài 34 tương với bài 11 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ thư ký. Mì su. Mì. Mì. Su. Su. Mì su. Mì su. Thư ký của tôi. 我的秘书 Đây là thư ký của tôi. 这是我的秘书 Bây giờ là từ trước tiên. Âm Hán Việt là tiên. 先 Ăn cơm trước đi. Nguyên văn là trước tiên ăn cơm đi. 先吃饭吧. 先吃饭吧. Mua hoa quả trước đi. 先买水果吧. 先买水果吧. Trước tiên đổi tiền đi. Hay đổi tiền trước đi. Xin hoàn tiền bà. Xin hoàn tiền bà. Trước tiên đợi một lát. Xin tầng ý hủy. Xin tầng ý hủy. Làm việc trước. 先工作 Bây giờ là từ giới thiệu 介绍 Trước tiên giới thiệu 先介绍 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ một chút 一下 Đợi một chút 等一下 Giới thiệu một chút 介绍一下 介绍一下 Trước tiên giới thiệu một chút 先介绍一下 Tôi trước tiên giới thiệu một chút 我先介绍一下 Bây giờ là từ vị. Wei. Wei. Vị này nguyên văn là này vị. Zhe wei. Zhe wei. Vị bằng hữu này nguyên văn là này vị bạn bè. Zhe wei peng you. Zhe wei peng you. Vị thầy giáo này. 这位老师. 这位老师. Vị tiên sinh này. 这位先生. 这位先生. Hãy nhắc lại, tôi trước tiên giới thiệu một chút. 我先介绍一下. 我先介绍一下 Vị này là 这位是 这位是 Giáo sư, hãy nghe phản ứng lại 教授
chèo, chèo, sâu, sâu, chèo sâu, chèo sâu, giáo sư Vương, Wang giáo sâu, Wang giáo sâu, giáo sư Trương, Trang giáo sâu, Trang giáo sâu, giáo sư Lý, Lý giáo sâu, Lý giáo sâu. Vị này là giáo sư Vương. 这位是王教授. 这位是王教授. Hãy nhắc lại, tôi trước tiên giới thiệu một chút. 我先介绍一下. 我先介绍一下. Vị này là giáo sư Phương. 这位是王教授. 这位是王教授. Bây giờ là cách nói họ má. Mã. Mã. Mã tiên sinh. Mã xiên sẵn. Mã xiên sẵn. Giáo sư Mã. Mã giáo sâu. Mã giáo sâu. Hiệu trưởng. Hãy nghe và nhắc lại. Hiệu trưởng. Hiệu. Hiệu. Trưởng. Trưởng. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Trương. Trang hiệu trưởng. Trang hiệu trưởng. Hiệu trưởng Vương. Wang hiệu trưởng. Wang hiệu trưởng. Hiệu trưởng Mã. Mã hiệu trưởng. Mã hiệu trưởng. Đây là hiệu trưởng Mã. 这是马校长. 这是马校长. Hãy nhắc lại một lần nữa. Tôi trước tiên giới thiệu một chút. 我先介绍一下. 我先介绍一下. Vị này là giáo sư Vương. 这位是王教授. 这位是王教授. Đây là hiệu trưởng Mã. 这是马校长. 这是马校长. Bây giờ là từ hoan nghênh. Hoan yến. Khoan. Khoan. Yến. Yến. Khoan yến. Khoan yến. Không hoan nghênh. Bù hoan yến. Bù hoan yến. Tôi không hoan nghênh anh. 我不欢迎你. 我不欢迎你. Không hoan nghênh mình à? 不欢迎我吗? 不欢迎我吗? Hoan nghênh anh hãy dùng nín. 欢迎您.
Khoai ý nín. Hoan nghênh anh, giáo sư Phương. Khoai ý nín Wang Jiao Shou. Khoai ý nín Wang Jiao Shou. Hãy nhắc lại, tôi trước tiên giới thiệu một chút. 我先介绍一下。 我先介绍一下。 Vị này là giáo sư Vương. 这位是王教授。 这位是王教授。 Đây là hiệu trưởng Mã. 这是马校长。 这是马校长。 Hoan nghênh anh, giáo sư Vương. 欢迎您王教授。 欢迎您王教授。 Cảm ơn. 谢谢. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi ra ngân hàng rút tiền. 去银行取钱. Mình về trường. 我回学校. Bố. 爸爸. Công việc bận không? 工作忙吗? Mike, tên người. Mike. Phát âm. Fain. Lấy mấy cái màn thầu. Yào chỉ cửa màn thầu. Táo nửa kg bao nhiêu tiền? 苹果一斤多少钱? Đắt quá rồi. Thay quẩy lợ. Đổi tiền. Khoản chén. Tiểu thư. Xéo chỉa. Đổi nhân dân tệ. Khoản nhân dân tệ. Nhân viên. Trí yuán. Thầy ấy có ở đây không ạ? Thật dài mà. Ở nhà. Giải gia. Sống ở cửa 1 tầng 18. Trụ 18 lầu y mấn. Số phòng là 601. Phòng chiến hào là 601. Biết số điện thoại. 知道电话号码. Di động. 手机. 62931074. 62931074. 특기 미수 vị này 这位 这位 hiệu trưởng Mã 马校长 trước tiên giới thiệu một chút 先介绍一下 Giáo sư Vương. Wang Jiao Shou. Hoan nghênh anh. Hoan nghênh anh.